Chào mừng các bạn đến với Cosmetic Sales Master ngày hôm nay. Bao nhiêu trong số các bạn muốn thành công với kinh doanh mỹ phẩm online? Hãy giơ tay và nói tôi. Bao nhiêu trong số các anh chị và các bạn muốn thu nhập ít nhất mỗi tháng của chúng ta trên 50 triệu? Hãy giơ tay và nói tôi. Tôi xin tự giới thiệu, tôi là Nguyễn Huyền, tôi sinh năm 1978. Tôi đã khởi nghiệp kinh doanh từ năm 2011 sau khi rời bỏ vị trí phó giám đốc trung tâm thẻ của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội. Và từ đó đến nay thì công ty trách nhiệm hữu hạn mỹ phẩm Elali của tập đoàn Hòa Bình Group chúng tôi chuyên tâm vào kinh doanh mỹ phẩm và thực phẩm chức năng đến từ Hàn Quốc. Để có được cái kết quả thành công như những người mà các bạn đang mơ ước được như họ, vậy thì tôi mới nói với các bạn là như này: hãy không có mơ mà chúng ta đặt ra mục tiêu và hành động vì mục tiêu đó. Và tất cả những người thành công lớn, họ đều có những cái mục tiêu rõ ràng và họ đều hiểu rằng là tại sao họ phải hành động hết mình vì mục tiêu đó. Ai có lý do đủ lớn, người đó sẽ có thành quả đủ tuyệt vời. Trước khi đi đến với cách là chúng ta làm thế nào để kinh doanh mỹ phẩm thành công, thì tôi muốn các bạn hãy xác định cho mình một cái lý do đủ lớn, một cái big why. Tại sao chúng ta phải giàu có? Tại sao chúng ta phải thành công? Thành công để làm gì? Nhiều tiền để làm gì? Sau khi những cái câu trả lời này nó thực sự được lung nấu ở trong đầu các bạn, ở trong con tim của các bạn, trong từng tế bào nữa, thì các bạn sẽ hành động một cách là sáng suốt nhất và quyết liệt nhất. Ý nghĩa cuộc sống, em tự thấy công việc của mình, cuộc sống của mình đang rất có ý nghĩa và mọi hành động của mình đang rất có ý nghĩa. Em cũng rất là mong muốn rằng là thời gian tới đây là mình sẽ kiếm thật nhiều tiền ở Hòa Bình Group để mua cho con một mảnh đất riêng, xây cho bản thân mình một ngôi nhà ấy ạ. Nếu như để khách hàng mua hàng thì khách hàng phải tin tưởng ạ. Và làm thế nào để cho khách hàng tin tưởng chúng ta? Thì chúng ta, người bản thân của chúng ta, khi chúng ta bán sản phẩm, chúng ta phải là người trải nghiệm sử dụng cái sản phẩm đấy ạ. Một khi làm thì chúng ta hãy cố gắng tập trung tư tưởng thật là cao để chúng ta cố gắng đoàn kết, xây dựng một cái đội nhóm vững mạnh, cố gắng để đạt đến được những cái thành công cao nhất. Những người yếu hơn mình là những người có thể là người ta chưa có thể bằng mình lúc này, nhưng biết một ngày nào đó người ta sẽ hơn mình. Vì thế tôi thật sự mong muốn là các bạn, những ai chưa biết hoặc những ai đã giỏi hơn thì chúng ta hãy giúp cho những người chưa biết người ta hiểu được giá trị và người ta tốt như mình hoặc tốt hơn mình. Hãy cùng nhau đi cùng với thủ lĩnh của mình, cùng với đồng đội của mình và các đồng đội khác trong cùng Hòa Bình Group. Hãy lan tỏa cái sự đoàn kết ấy đến tất cả các đội nhóm nữa, không phải chỉ là của team mình, bởi vì tất cả chúng ta đều vì một mục đích xóa mù mỹ phẩm, cùng một mục đích mang đến vẻ đẹp thuần Việt và an toàn cho tất cả mọi người. Tôi mong rằng trong hệ thống của tôi, tất cả hệ thống của Hòa Bình Group, chúng ta hãy nắm tay nhau để chúng ta có một cái nền tảng kinh tế tốt, để chúng ta xây dựng cái cuộc sống của chúng ta và xây dựng cuộc sống của đồng đội của chúng ta, để chúng ta có những cái chuyến du lịch cho bố mẹ, có những cái nguồn kinh tế để lo cho bố mẹ những cái sản phẩm bảo vệ sức khỏe tốt nhất. Muốn bán được hàng thì chắc chắn là chúng ta phải vượt qua được những cái nỗi sợ, những cái nỗi ngại, những cái việc mà chúng ta tiếp cận với người dùng, người tiêu dùng để mà PR về sản phẩm của chúng ta, PR về bản thân chúng ta, PR về công ty của chúng ta. Bao nhiêu trong các bạn muốn tôi giúp các bạn xóa đi toàn bộ những cái ký ức xấu? Phải ai sinh ra cũng may mắn được hạnh phúc. Nhưng các cô gái của tôi ạ, các bạn hãy là những người mạnh mẽ, nhưng đừng là những người gai góc.
đừng là những người luôn luôn gồng mình lên để chống chọi lại cuộc đời. Bởi vì thực sự cuộc đời rất là đẹp. Hãy tái sinh để trở thành những người phụ nữ tuyệt vời, những người nắm lấy vận mệnh và hạnh phúc của mình. Giá trị ạ. Cái buổi học này nó đem lại cho mình cái kiến thức rất thực tế về kinh doanh online. Một cái điều mà mình thấy vô cùng tâm đắc đấy là mình sống trách nhiệm hơn với bản thân mình, với gia đình mình. Khóa học này nó mang lại cho mình cái hoạt động đoàn kết, cái tinh thần đoàn kết và nêu cao cái tinh thần ý thức tổ chức kỷ luật. Đây là một cái điều vô cùng cần thiết để phát triển kinh doanh của hệ thống. Và một cái điều vô cùng ý nghĩa nữa mình muốn chia sẻ đấy là sau khi các thầy cô dạy xong thì mình thấy mình sống xác định được cái điểm khởi đầu của mình hiện tại đang ở đâu. Và sau khi xác định được khởi đầu thì mình xác định được mục tiêu của mình sẽ là gì, có thể xác định phương pháp hành động. Và một điều nữa đấy là phải dám nghĩ, dám làm. Sau cái khóa đào tạo này thì Trang sẽ được tiếp thêm rất nhiều sức mạnh để có thể vững vàng hơn và phát triển spa của mình, phát triển nghề nghiệp của mình cũng như là kinh doanh đi một cách hiệu quả hơn. Thực sự là cái buổi học này mình đã dám đứng lên cái hội trường này và mình chia sẻ về cuộc sống, rồi là tất cả mọi thứ về gia đình, rồi là công việc của mình. Như trước kia là mình không thể nào mà đứng lên trước một hội trường lớn như thế để chia sẻ về những cái cuộc sống riêng tư của mình, bởi vì mình vẫn còn có những cái mà e ngại mình chưa thể nào bứt phá ra được. Sau cái buổi học này thì mình cảm thấy là mình mạnh mẽ hơn, mình có sự bứt phá hơn, rồi là mình cảm thấy là cái cuộc sống mình ý nghĩa hơn, mình không còn cảm thấy lo sợ nữa. Buổi học hôm nay thì mình nhận được rất là nhiều giá trị và cảm thấy rất là ý nghĩa. Mình cảm thấy tự tin với con người mình hơn, mình dám vượt qua nỗi sợ hãi. Và một điều rất là đáng quý nữa là mình biết sống có trách nhiệm hơn, sống trách nhiệm với bản thân mình, sống trách nhiệm với gia đình, với xã hội và cũng như là với đồng đội tập thể của mình. Và mình dám chịu trách nhiệm hoàn toàn với những cái việc của mình làm, dám nhận.